Rồi bây giờ anh giới thiệu về tên tuổi của mình anh ha. Đầu tiên tôi xin báo cho các bạn biết trên kênh của Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương, tôi xin báo cho các bạn, tất cả các bạn Việt Nam tôi ở quốc gia này là Australia. Anh tên gì? Thưa, bây giờ anh xem, anh không nói tên ruột trong giấy khai sinh, vậy anh tránh những cái sự mà ngộ nhận. Anh chỉ nói tên chung quốc tịch Úc của anh là Joseph Nguyễn. Yeah. Mà chữ tắt của chữ Joseph thì người ta gọi là Joe Nguyễn. Thưa, đó là passport của anh là Joe Nguyễn. Yeah. J-O-E và Hồng Nguyễn. Thưa em. Yeah. Hôm nay anh Nguyễn kết nối với em á, thì là anh Nguyễn muốn muốn kiếm ai? Thưa em, anh đã đau đớn đau đớn tìm mẹ anh và gia đình bên quê ngoại của anh ở Bắc Việt. Từ lúc anh 5 tuổi mẹ anh chết cho tới năm nay, thưa báo cho em là anh sinh năm 1956, năm nay anh 65 tuổi đúng. 60 năm anh khóc ròng rã đi tìm mẹ, thưa em. Đó là vấn đề chính anh em mình nói chuyện với nhau. Yeah. 60 năm nha em, không phải là 1, 2 năm, 6 năm hay là 2, 30 năm, mà 60 năm anh ròng rã khóc để tìm bên quê mẹ. Dạ. Rồi cho em hỏi là anh có thông tin gì về mẹ và mất liên lạc với mẹ từ lúc nào? Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vào câu chuyện. Anh báo cho em, trên bàn tay anh cầm một cái hình ảnh gì, hình ảnh của mẹ anh. Anh để vào cho em xem kỹ. Dạ. Đây, anh chụp lại. Dạ. Dạ. Rồi, em thấy rồi. Thưa, bức hình này là mẹ ruột đẻ ra anh. Mẹ anh chết năm 30 tuổi còn rất là xung xanh, đẻ lại 4 đứa con. Và khi mẹ anh chết thì bố anh con anh vào cô nhi viện ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Dạ. Đây là hình mẹ anh, em chụp lại. Rồi vậy hôm nay anh kiếm ai? Thưa, sau 30 tháng 4 75, ngày đó anh 19 tuổi, anh là lính Việt Nam Cộng Hòa. Anh đi học tập chỉ có 3 ngày thôi, tới 7 ngày họ cho anh về. Nhưng khi anh ra anh trình diện với nhà nước ngày 30 tháng 4 75 tại thành phố Sài Gòn. Lúc đó là Sài Gòn, bây giờ đổi là thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh đi học tập 3 ngày, 7 ngày, sau đó anh mới trình với bộ đội là anh đi tìm mẹ anh, thưa em. Nhưng mà anh nói mẹ anh mất rồi mà. Nhưng mà anh nói mẹ anh mất rồi mà. Mẹ anh chết anh 5 tuổi nhưng mà anh đi tìm quê mẹ. À, tìm quê mẹ. Đúng, mẹ anh chết rồi. À, tìm quê mẹ. Vậy ở đúng rồi. Quê mẹ anh có thông tin gì về quê mẹ? Thưa, khi mẹ anh chết thì các sơ trong quê như viện chỉ đưa giấy khai tử của mẹ anh. Trong giấy khai tử có nói là quê ngoại của mẹ anh là làng Phù Liêu, xã Đông Ngàn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, thưa em. À, mẹ anh tên gì? Mẹ anh tên trong giấy tờ khi ngoài Bắc từ năm 1950 đến năm 1953 vào trong Nam lấy tên là Nguyễn Thị Hoàng. À, Nguyễn Thị Hòa. Không, Nguyễn Thị Hoàng. Hoàng, dạ Hoàng, Hoàng hậu. Dạ, Hoàng hậu á, dạ. Nhớ từ từ rồi em đọc tới đâu thì anh sẽ trả lời. Dạ, rồi ok. Nguyễn Thị Hoàng, cho em hỏi là những người liên quan đến mẹ anh, ví dụ như những bà dì, những ông cậu, anh có biết ai không? Thưa, đây là cái chuyện đau lòng. Khi 5 tuổi trước khi mẹ anh chết, mẹ anh dắt anh ra Hồ Xuân Hương, lúc đó anh 5 tuổi, thì mẹ anh mới nói với anh là con ơi, khi nào chiến tranh đất nước, thống nhất hòa bình, mẹ sẽ đưa con về Bắc Việt thăm quê ngoại. Thế anh mới hỏi mẹ anh là mẹ anh làm cái gì? Mẹ anh nói là suýt không được nói. Đó là anh 5 tuổi đó. Rồi sau đó một vài tuần thì mẹ anh chết, bị đột tử vì ung thư tử cung, thưa em. Và mất tin tức luôn. Là coi như khi mẹ anh chết, bố anh đi chôn. Đó là năm 1961, thưa em. Là lúc đó anh 5 tuổi. Dạ. Ý em đang hỏi đây đó là những người liên quan tới mẹ đó, những người cậu gì hoặc này kia đó, bà ngoại này kia đó, anh có biết không? Thưa, mẹ anh đi công tác từ Bắc vào Nam, mẹ anh không bao giờ khai báo bất cứ điều gì vì mẹ anh không tiết lộ gì cho anh, mà anh 5 tuổi anh quá bé không biết gì hết, thưa em. À, đó là cái sự đau đớn. Vậy theo anh đó thì mẹ anh lấy tên Hoàng có phải là tên thật hay chưa? Đấy thì đó là vấn đề, bởi vì mẹ anh đi công tác vào trong Nam năm 2016, cách đây đúng 5 năm. Anh bỏ tiền túi cá nhân anh bay về làng Phù Liêu, xã Đông Ngàn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để tìm mẹ anh. Anh đích thân bỏ tiền ra đi luôn. Cô Thu Yên chưa gọi điện thoại cho anh nhưng mà anh đi trước. Khi anh đến cái làng đó thì anh đưa cái hình ảnh của mẹ anh đây cho các ông bà lão trong làng xem. Thì họ nói đây là làng Phù Liêu, đúng là cái làng của nhà mình rồi con ơi. Nhưng rất tiếc con không biết tên ông bà nội và ông bà ngoại, tức là bố mẹ của mẹ anh, cho nên họ không tìm ra. Đó là lý do mà anh lên phi cơ đau đớn của anh khóc từ phi trường Nội Bài về Úc. Tức là chuyện này xảy ra 5 năm, thưa em. Dạ.
không biết tên ông bà ngoại thì họ không tìm ra được. Họ nói đây đúng là cái làng của nhà mình rồi, nhưng mà trong cái làng này có 12 chi tộc, thành thử ra là các bác ở đây không tìm cho con được. Đó là cú đi đầu tiên của anh vào năm 2016 thưa em. Mong ngủ cho anh đó. Anh đau đớn về năm nay em 65 tuổi, tức là mẹ anh chết lúc anh 5 tuổi, bố anh quăng anh vào cô nhi viện. Và trong vòng từ năm 1961 tới 69 là 8 năm, bố anh không bao giờ đưa anh đi tới thăm mộ của mẹ anh. Câu hỏi được đặt ra là mẹ anh là ai, tại sao bố anh lại chôn mà không cho anh đi? Ấy là câu hỏi mà bây giờ anh yêu cầu 100 triệu dân Việt Nam khắp nơi trên thế giới giải mã giùm anh. Và anh sẵn sàng hậu tạ, anh không nói bao nhiêu tiền, kể cả cho em và cho những người đó. Anh về, anh sẵn sàng về để thử DNA và thử máu của em. Thưa em. Rồi, anh em, cho em hỏi thêm này, là ba anh tên gì? À, ba anh đúng rồi, em hỏi là anh sẽ nói cho em, ba anh tên là Trần Quốc Ổn. Trần Quốc Ổn. Nếu em muốn hỏi hình thì anh sẵn sàng có hình của ba anh luôn. Anh là gia đình của bố mẹ đàng hoàng đó. Đây, anh cho em xem hình của bố anh luôn. Cho nên anh nói với em, anh van xin, bởi vì khi mẹ anh chết, bố anh đi chôn. Lúc đó anh năm tuổi, anh có đi chôn ở một cái nghĩa địa. Mà mỗi năm tới ngày giỗ của mẹ anh, rồi bố anh không dắt anh đi. Cho tới 8 năm sau khi mà mẹ anh chết là bố anh biến mất luôn. Trên cõi đời không để lại bí mật gì cả cho anh. Cho nên đó là anh khóc và anh van xin em và 100 triệu dân Việt Nam nghe cái chương trình này giúp đỡ anh. Mà bây giờ bố anh còn khỏe không? Bố anh còn khỏe sao không? Bố anh còn khỏe không? Sao? Bố anh chết lâu rồi, bố anh chết năm 1969. Vậy rồi mộ của mẹ anh có biết chỗ nào này kia không? Thì bởi vậy anh đã nói với em là từ 5 tuổi cho tới 12 tuổi, mỗi năm bố anh đều vào quân y viện thăm anh ít nhất là 1 tới 2 lần. Nhưng không bao giờ bố anh dắt anh tới mộ của mẹ anh. Và khi bố anh chết là mất tích luôn, không biết chôn ở đâu luôn. Anh không đi tìm xác mẹ, nhưng bây giờ anh tìm quê mẹ ở tỉnh Bắc Ninh. Rồi, ok em hiểu. Quá hay. Quá hay. Thưa em, anh xin gửi bài này cho 98 triệu nhân dân Việt Nam. Và trên thế giới khắp nơi, anh van xin tha thiết của một cậu bé 5 tuổi tên Châu Nguyên ở trong viện mồ côi mà thất lạc quê mẹ 60 năm, anh đau đớn tìm. Anh van xin em là Tuấn Vĩ, anh tin tưởng là cái kinh em có một cái sức mạnh tâm linh huyền bí kết nối anh em khắp nơi trên thế giới. Và anh là người biết điều, khi tìm ra quê mẹ anh sẵn sàng bay về Việt Nam để thử máu DNA, anh sẽ trả tiền. Anh sẽ có món quà cho em, anh sẽ về quê của em để thăm ở lại với em chơi vài ba hôm. Và anh sẵn sàng chi tiền cho những người nào đó mà tình cờ họ thương anh, họ sẽ rơi lệ trong cái ngày hôm nay. Họ xem kinh đài này, họ biết là một ông thanh niên 65 tuổi mà mất mẹ 60 năm đau đớn tìm về quê mẹ. Lúc anh 5 tuổi mà anh xoa đầu anh và nói con ơi, khi đất nước hòa bình, mẹ hứa dắt con về quê mẹ thăm anh em bà con. Và sau đó một vài tuần thì mẹ anh chết vì chứng bệnh ung thư tử cung. Và bố anh quăng bốn anh em vào cô nhi viện. Thưa em. Thưa anh, rồi bây giờ bốn anh em còn liên lạc được với nhau không? Thưa bốn anh em thì có đứa em, anh ở bên Úc, em gái đã chết cách đây 3 năm. Và nó, trước khi nó chết, nó nói là em tin tưởng khi em về âm phủ, nếu em có một cái phép màu gặp lại mẹ thì em sẽ nói chuyện với bố mẹ để linh ứng trên trần gian, để có thể nằm mơ hay ai đó trong cuộc đời có thể liên lạc được với anh để tìm lại với mẹ. Và đứa em gái của anh trong cái hình, anh xin để lại cho anh xem là cái hình đấy, là hai anh em anh, là đứa em này đã chết, đứa con gái thưa em đây. Tội nghiệp. Đấy, là nó đã chết cái đây 3 năm rồi. Đấy, thì anh tin tưởng là cái phép màu nó về bên âm phủ, nó nói chuyện với bố với mẹ anh để linh ứng trên trần gian qua cái kinh của em. Để có một cái phép màu nào đó. Bởi vì chúng ta 100 triệu dân Việt Nam liên kết Internet, mà người Việt Nam mình đã xài là 65 tới 70 triệu người liên kết Internet. Anh hy vọng phép màu Internet sẽ liên lạc và sẽ tìm được là bà con bên quê mẹ của anh, thưa em. Rồi, cho em hỏi thêm này là theo anh nghĩ thì bà con bên ngoại của anh có biết được là anh gia đình của mẹ anh là ở Đà Lạt và sinh ra những đứa con như vậy hay không? Câu hỏi của em rất là hay, anh xin trả lời cho em như thế này. Khi mẹ anh vào Nam công tác từ năm 1949, 50 cho đến 53, 54 là Hiệp định Geneva, con tàu Á Mồm, 1 triệu người ngoài Bắc di cư vào Nam, thì mẹ anh đi trước đợt đấy. Khi vào trong Nam rồi thì mẹ anh là đảng viên Cộng sản, cho nên mẹ anh giấu. Anh không biết là mẹ anh khai với Tổng thống Ngô Đình Diệm vào thời bấy giờ là tên thật hay tên giả, anh không biết. Giờ trước khi anh chết,
Anh van xin cả nước vì hiện giờ anh đang bị chứng bệnh ung thư và bác sĩ nói còn 10 năm nữa thôi. Tối đa là họ đã mổ anh 2 lần rồi. Cho nên anh van xin em là hãy để cho anh nói chuyện với quý đồng bào 100 triệu dân. Vì anh đã bị ung thư, bác sĩ nói anh 65, 75 là họ nói giai đoạn tối đa là anh ra đi. Anh hy vọng còn 10 năm nữa thưa em, với căn bệnh ung thư đã cắt 2 lần. Dạ, cho em hỏi là theo anh nghĩ là gia đình bên ngoại có biết những người con tên gì như vậy hay không? Không, vì mẹ anh vào Trung Nam lấy bố anh là ở giai đoạn sinh ra anh là 56, tức là mẹ anh có bầu năm 1955. Thời đó Bắc Việt và miền Nam được cắt đôi bởi vì tuyến 17. Hai bên không liên lạc thư từ với nhau, cho nên ngoài Bắc không hề biết tin tức của mẹ anh đã vào Trung Nam ở và lấy và đẻ ra anh thưa em. Dạ 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 ok. Thì vì vậy cho nên là em mới nói rằng là hy vọng nó mong manh. Bởi vì ở cái chỗ đó, hy vọng mong manh, nhưng thưa em là vì những bức hình anh đưa ra cho em, thì trên đài này bây giờ hàng trăm triệu dân Việt Nam họ share với nhau, họ sẽ liên kết. Và vì số tiền anh bỏ ra, anh không có nói là bao nhiêu nghìn đô la Mỹ, nhưng anh sẽ bỏ, anh ở Úc, nhưng mà anh sẵn sàng chi cho những người như cái cô Hưởng đó. Cô chỉ tình cờ thôi, cô ở ngoài Bắc chỉ xem rồi cái tự nhiên là cô được thưởng 12 triệu. Thì anh cũng vậy, anh hy vọng sẽ có một người nào đó Bắc Việt, người ta sẽ tìm ra cái, người ta ngoài Bắc cái hình của mẹ anh nè, người ta sẽ tìm ra và anh sẵn sàng về Việt Nam để thử máu DNA. Dạ. Hình của mẹ anh còn là năm mẹ anh chết là 30 tuổi, chết trẻ mà. Ok, bây giờ vậy anh nè, bây giờ anh chụp những cái tấm hình đó anh gửi qua cho em nhé. Anh chụp những tấm hình đó gửi qua cho em. Còn cái việc mà có mấy cái hình mà anh vừa đưa lên đó, anh chụp anh gửi qua cho em. Chào, anh gửi qua cho em. Dạ. Ok anh, bây giờ vậy nè, cái việc mà kiếm được mẹ đó thì là em thấy cái phần trăm nó thấp, nhưng mà theo cái nguyện vọng của anh á. Nhưng mà anh tin rằng có phép màu. Dạ, nguyện vọng của anh, em làm theo nguyện vọng của anh thôi. Còn cái việc mà kiếm ra mẹ thì... Dạ, ok anh. Rồi, em chúc anh sức khỏe nha. Em chúc anh sức khỏe, bởi vì em xin lỗi là bởi vì là em còn nhiều việc làm quá, cho nên là... Thế là anh biết em rất là bận, nhưng anh van xin anh nhân cơ hội này, anh van xin em xem được cái kênh đài này sẽ thương yêu em và anh có số phone của em rồi đó. Dạ dạ, ok em, ok anh. Dạ dạ. Anh đừng... Vợ anh nói là tìm cái kim dưới đây bể. Dạ dạ. 99.9 sẽ không tìm ra, nhưng biết đâu có một cái manh mối nào đó, cái hình của mẹ anh. Dạ, và dạ, hình của bố mẹ anh chụp hồi nhỏ đây mà. Dạ dạ, làm ok sao okay. Giả tạo được. Dạ dạ dạ, ok ok ok. Rồi okay. Ok anh nha. Chúc chúc anh xin trân trọng cảm ơn em rất nhiều cho phép em lên. Chào em nhé. Dạ ok anh. Dạ dạ dạ, ok. Rồi. Những cái nụ hôn nằm ấm của em ở Australia. Dạ dạ, ok ok rồi, chào anh. Dạ dạ. Rồi, chào em. Dạ, em tới là em phải đi. Dạ ok.